thưa quý vị và các bạn và như thường lệ ở đầu bản tin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật về tình hình dịch bệnh covid-19 ở tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới à, theo thống kê về tình hình dịch bệnh covid-19 từ cổng thông tin của Bộ Y tế thì à, tính đến thời điểm 6 giờ sáng ngày hôm nay Việt Nam ghi nhận 245 ca nhiễm không ca tử vong và 2.601 trường hợp ghi nhiễm và 95 ca đã bình phục còn trên thế giới thì đã ghi nhận con số 1.290.844 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 70.650 ca tử vong và 271.887 ca đã bình phục. Như vậy thì tính đến tối ngày hôm qua mùng 6 tháng 4, nước ta tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca mắc mới và nâng tổng số ca nhiễm ở Việt Nam lên 245 bệnh nhân. Theo đó, cụ thể, ca bệnh số 242 là nữ bệnh nhân 34 tuổi quốc tịch Việt Nam, có điều sĩ tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sinh sống và làm việc tại Nga. Ngày 25 tháng 3, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU-290, ghế 23A và nhập cảnh tại sân bay quốc tế nội bài. Ca bệnh 243 là nam bệnh nhân 46 tuổi quốc tịch Việt Nam, cư trú ở tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Ngày 12 tháng 3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại khoa miễn dịch dị ứng Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày ăn uống tại quán cơm trên đường giải phóng đối diện với cổng bệnh viện và từ đó đến nay chưa quay lại bệnh viện. Ca bệnh 244 là bệnh nhân nữ 44 tuổi quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, nhân viên phục vụ quán ăn nhanh tại Đức. Bệnh nhân từ Đức đến Nga trên chuyến bay SU-2313, số ghế 20F và nối chuyến từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU-290, ghế 40C, nhập cảnh tại sân bay nội bài ngày 25 tháng 3. Ca bệnh 245, bệnh nhân nữ 21 tuổi quốc tịch Việt Nam có địa chỉ tại Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nhân viên làm móng tại Tây Ban Nha. Bệnh nhân từ Tây Ban Nha đến Nga mang trên chuyến bay mang số hiệu SU-250, số ghế 26B và tiếp tục nối chuyến từ Nga trở về Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu SU-290, số ghế 30H và nhập cảnh tại sân bay nội bài vào ngày 25 tháng 3. Cả 3 bệnh nhân 243, 244 và 245 sau khi nhập cảnh đều được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT ở Thạch Thất, Hà Nội. Và tính đến thời điểm hiện tại thì tình hình điều trị theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thì chúng ta có 3 ca nặng, trong đó có 2 ca đang thở máy, lọc máu là bệnh nhân số 19 và bệnh nhân số 161 tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, trong đó thì bệnh nhân số 19 đã có tiến triển kết thúc ECMO tức là phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể vào lúc 12 giờ 20 phút ngày mùng 4 tháng 4 năm 2020. À, còn 3 bệnh nhân còn lại thì chắc là chị Phương Thảo sẽ cập nhật đến với quý vị và các bạn ngay sau đây. Dạ vâng, và bệnh nhân số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 32 và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 30. Dự kiến trong ngày 6 tháng 4 thì sẽ có 8 bệnh nhân sẽ được công nhận khỏi bệnh. Và đây là một thông tin rất là đáng mừng đối với chúng ta trong thời gian hiện tại đúng không ạ?